1-2 tháng đầu khi mà sang đi du học thì các bạn phải thích nghi với việc là phải tự dọn nhà, tự nấu ăn. Vấn đề kỳ thị màu da này nó không chỉ thể hiện qua việc là mình nhìn thấy được. Ở bên Anh thì giáo sư kiểm tra bạn theo một cách rất là khác. Xin chào các bạn, mình là Mai và mình đã du học ở London được 1 năm rồi và đây là lần đầu tiên mình xa nhà lâu đến vậy. Trước khi sang đây thì mình có nghe nhiều bậc phụ huynh cũng như học sinh lo lắng về vấn đề là kỳ thị màu da. Mình cũng không nghĩ gì nhiều vì mình cũng có nhiều bạn bè cũng như là mình đã du lịch nhiều nơi rồi. Tuy nhiên thì khi sang đây thì mình nhận ra rằng việc du lịch với việc sống ở một đất nước khác là hai điều hoàn toàn khác nhau. Mình có thuê một căn hộ và có 5 người. Có trong đó có 2 người châu Á thì mình nghĩ rằng việc đó rất là bình thường thôi. Tuy nhiên là bất cứ chuyện gì xảy ra trong nhà thì 2 người châu Á cũng bị đổ lỗi. Và chuyện này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần đến cái mức là mình phải gọi cảnh sát để giải quyết. Mình cho rằng là cái vấn đề kỳ thị màu da này nó không chỉ thể hiện qua việc là mình nhìn thấy được có ai đó nói với bạn rằng là tôi ghét bạn hay là bạn ghét tôi, mà nó sẽ thể hiện qua những cái hành động rất là ngấm ngầm. Khi mà mình nói chuyện đi du học thì mọi người sẽ nghe đến chuyện là phải ở một mình ở bên này. Thì khi ở nhà, các bạn ở nhà với bố mẹ thì sáng đi học, chiều về nhà ở nhà có đồ ăn, ở nhà cũng có bạn bè. Có thể là những nhà bạn nào có khá giả thì sẽ có cả bác giúp việc ở nhà giúp đỡ. Thì như thế khi đi du học thì mình thấy là cái khổ đầu tiên đó chính là các bạn phải xa rời mọi thứ như thế, không có bố mẹ, không có bạn bè và không có người nào để giúp đỡ mình. Đấy là những tháng ban đầu thôi. Thì cái suy nghĩ đấy thì đấy hoàn toàn không đúng. Thì nói từ kinh nghiệm của mình thấy là 1-2 tháng đầu khi mà sang đi du học thì các bạn phải thích nghi với việc là phải tự dọn nhà, tự nấu ăn, tự lo cho bản thân của mình. Thì có thể là khổ 1-2 tháng đầu thôi, nhưng mà cuối cùng các bạn sẽ tìm được những người bạn cho mình cùng lớp, hoặc là những người bạn người Việt chẳng hạn đồng hương với mình. Thì sau đấy mình nghĩ là sau 1-2 tháng đấy, cái mà mình có được đó chính là sự độc lập. Cái mình có được đó chính là mình sẽ trưởng thành hơn. Du học nó là cơ hội để thay đổi rất nhiều về mặt tư duy của bản thân cũng như là về niềm đam mê đối với môn sinh học nói riêng và ngành dược nói chung. Thì ngày xưa khi mà đi học ở Việt Nam, khi mà mình tiếp cận một cái vấn đề của môn sinh thì nó là mình phải học thuộc lòng nguyên một cái khổ này từng từ, từng câu một ở trong sách giáo khoa. Và sang bên này ý, thì giáo sư nó không kiểm tra là bạn có học thuộc lòng đúng hay không, mà giáo sư kiểm tra là bạn có hiểu câu hỏi này và bạn có hiểu cái ý này hay không. Tại vì mình thật sự hiểu vấn đề thì mình mới trả lời được, chứ mình không cần phải học thuộc lòng. Và cái việc mà người ta kiểm tra như thế cũng khiến cho mình cảm giác là mình tự muốn tìm hiểu hơn về những cái chuyện gì đang diễn ra, không chỉ là với môn sinh cũng như là mà mình muốn tìm hiểu là tất cả mọi gì đang diễn ra trong ngành y dược nói chung. Ngoài ra thì học du học ở Anh cũng cho mình những cái cơ hội đi tham dự những cái buổi hội thảo mà nó cho mình thấy là những cái khoa học tiên tiến nhất về ngành y, ngành dược đang diễn ra là như thế nào. Và nó tạo cho mình một cái động lực rất là lớn để có thể tiếp tục học và có thể tiếp tục trau dồi được cái kiến thức của bản thân. Mình nghĩ là việc kỳ thị màu da thì ở quốc gia nào cũng có thôi. Kể cả bạn có nói giọng giống người bản địa nhưng mà khuôn mặt bạn vẫn cho thấy là bạn khác biệt với những người khác. Nhưng mà cái vấn đề này không phổ biến lắm ở nước Anh, và khi nó xảy ra thì luôn luôn có cách giải quyết. Thế nên mình nghĩ là việc ở độc lập, ở riêng, ở nước ngoài là chuyện hoàn toàn bình thường, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà du học thật sự nó là một cơ hội rất là lớn để mỗi người có thể tự thay đổi bản thân về cả tư duy cũng như là về cả cách tiếp cận vấn đề nữa.